Rồi, xin chào anh em. Những ngày ế thì lại gặp nhiều cái ban bệnh để chúng ta có thể chia sẻ với tất cả các anh em. Rồi, chào toàn thể anh em. Hôm nay tôi đang gặp một cái xe, đây là cứu hộ một anh em thợ. Một dòng xe cấp bi sử dụng khởi động ACG nhưng sử dụng bình xăng con. Có nghĩa là sử dụng chế hòa khí nhé. Thì các anh đã dắt xe tới ngày hôm qua, nhưng mà hôm nay là hôm qua thì nó cũng rất là đông, tôi cũng không thể nào mà sửa chữa được cái xe này. Tình trạng thì xe thì hôm qua lại bình yếu, thì có nghĩa là vô lăng sức về ngược, nó chịu không nổi, là không đủ điện. Thì hôm nay tôi đã mở khóa, thì vô lăng thì đã quay ok, nhưng bây giờ mất điện cao áp nha. Thử khiển và là cục kích đủ giá trị ôm, kiểm tra sơ cấp và thứ cấp thì ok rồi. Mà anh em còn cái vấn đề gì, tại sao mà không có điện cao áp, bây giờ là mất điện cao áp nha. Anh em nào có hướng giúp cho tôi. Cái gì á? Qua làm đúng rồi. Ở đây sẽ copy nha anh em. Mất điện cao áp cái này là chỉ hỗ trợ cho anh em thợ thôi nha. Mát có nha, gọi là âm nguồn có này, tín hiệu này từ mô pin cao áp này, và đò đã có thông mạch. Thì bây giờ anh em còn cái gì đấy anh em chia sẻ giúp. Mất điện, không có điện cao áp nha, vì cái tình trạng này cũng khá nhiều anh em đương bị rất là nhiều. Cái xe này không phải là của tôi, và các anh em đã anh em thợ vừa rồi đã làm không được và để đẩy đến cho tôi ngày hôm qua. Anh em đã cắt tất cả các dây kiểm tra đây, thì tôi cũng chưa đụng gì tới này, tôi mới kiểm tra đấy là sơ cấp và thứ cấp ở trên cao áp này thôi. Và tôi đã kiểm tra, đó là tôi đo cái giá trị của khiển đây, thì anh em đã cắt chích dây ra hết rồi. Đây, trích giờ dây ngày hôm qua nha anh em, lưu ý. Anh em nào biết có thể hỗ trợ giúp tôi ạ. Khởi động vẫn ok nha anh em, lưu ý. Khi tôi đo cái vấn đề từ cái cục khiển là lên thì nó trên 1V, có điện xoay trêu. Đo thì đã có điện, và đo ôm đã có giá trị ôm của giống như là ít nhất cũng được là 130 mấy ôm trở lên, ok rồi. Đã có, nhưng hiện nay là mất điện cao áp, ế quá, nó lại cần các cái xe nó bị vặt te tua luôn. Chỗ rồi thì ngày nào cũng có xe, dòng xe Piaggio, nên là chúng tôi làm những cái dòng xe như tất cả anh em thợ ở đây họ cũng đã làm quen với dòng xe Piaggio cũng rất là nhanh. Tại sao mà mình có thể hỗ trợ cho anh em về làm dòng xe Piaggio với mức độ rất là nhanh và hiệu quả, trong xe Piaggio nó còn dễ hơn Honda. Có nghĩa ở đây chúng ta không phải là tay nghề chúng ta giỏi, mà có nghĩa ở đây tôi cũng giống như tất cả các anh em, và đặc biệt là gì, đặc biệt là chúng ta cần phải thao tác liên tục, chúng ta phải làm quen với xe liên tục và gặp xe liên tục là chúng ta sẽ làm được rồi. Vì cũng có một số lượng anh em như nói về cái quá khứ, nói về những cái trước kia của chúng tôi là cái thời 4-5 năm về trước, làm những cái like để gọi là trúng mục ra đầu, và họ chả hiểu gì từ trước đến giờ, đến bây giờ họ mới có được đôi chút là họ lại nhắc lại những thành phần đấy. Thì mình cũng vẫn phải liên tục để nói, tôi chẳng bao giờ đăng, anh em đã thấy rồi, tôi không bao giờ đăng tầm bậy để làm gì, hỏng cả tương lai con em chúng ta, không bao giờ chửi thề, cũng chẳng bao giờ like vớ vẩn, hoặc là chúng tôi viết nên những cái bài comment để ảnh hưởng đến cái tương lai con em chúng ta. Một câu tầm bậy một ngày nào đó con em chúng ta nó đọc được thì coi cái người cha đây cũng không ra cái gì ở trên cái cộng đồng Facebook, nên là các bạn cũng phải lưu ý. Chúng ta có comment hoặc là chúng ta có viết bài viết, có vui đi chăng nữa thì cũng không được đưa
những cái tính xấu của bản thân mình để cho con em chúng ta bị ảnh hưởng về một người cha, một người mẹ, là một người ông. Nên là các bạn hãy lưu ý. Và tôi cũng chỉ chia sẻ với anh em là bằng ban bệnh về nghề nghiệp, chứ tôi không chia sẻ với các bạn bằng những câu thô tục. Đây là một cái dòng xe copy, nên là tôi cũng vẫn là nhắn nhủ những người nào, những người thợ sửa xe, đừng để ảnh hưởng khi một cái câu nói để chúng ta comment bên trên luật thô tục mà bỉ ổi thì sẽ làm ảnh hưởng đến chính bản thân tôi kết bạn với một người đó, con tôi mà vô tình đọc được cái bài hoặc là những cái bài comment ở bên trên á, sẽ làm ảnh hưởng đến chính con em chúng ta, nên chúng ta cũng phải loại bỏ những cái người bạn đó nha anh em, lưu ý. Nó sẽ ảnh hưởng không phải là đến chúng ta mà ảnh hưởng đến con chúng ta. Một ngày nào đó con chúng ta là đọc được những cái bài comment mà người bạn của mình đăng á, nói thô tục bỉ ổi á, thì nó sẽ ảnh hưởng đến trực tiếp đến con em chúng ta nữa, chứ không phải là vấn đề cái con người đó. Nên là các bạn hãy lựa bạn. Nếu bạn chơi với một người bạn tốt thì một người bạn nói rõ ràng hoặc là chia sẻ thực. Còn những người bạn mà chia sẻ cho các bạn bằng những câu để thô tục ra để vui đùa thì cái điều đấy cũng là một cái sự ảnh hưởng lớn đến con của các bạn thôi. Nên là các bạn cũng phải bình tĩnh, không có thể nào mà kết những người bạn mà không chia sẻ cho nhau mà chỉ chia sẻ bằng những lời câu thô tục thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai con em chúng ta. Và thứ hai nữa là những người say xỉn mà trên cái mạng đấy thì các bạn cũng chớ lên, có nghĩa là nó làm ảnh hưởng, tại vì trên Facebook thì các bạn đã rồi, một là bài những cái câu thô bỉ, hai nữa là rượu chè bên trên. Khi rượu chè chúng ta không thể làm chủ được cái câu nói, sẽ ảnh hưởng đến tất cả tương lai con em chúng ta. Và tôi cũng chỉ nhắn nhủ những người nào mà đã có các bạn bè mà trong tình trạng đó thì chúng ta cũng không có nên kết bạn. Sẽ ảnh hưởng trực tiếp không phải đến bạn, bạn thì bình thường, nhưng ảnh hưởng đến con của các bạn. Vì sao? Vì họ cũng, con của các bạn cũng có kết bạn với các bạn ở trên Facebook thì nó nhìn như vậy, nó kêu bố hoặc là các anh, các chị có những người bạn như vậy mà để làm cái gì thì chúng ta cũng không nên. Tôi vẫn phải nhắn nhủ đến những người, vì thợ sửa xe chúng ta cũng có cái sự liêm sỉ, cũng có một cái ngành nghề của chúng ta cũng rất là ok. Chứ đừng để cho những khách hàng mỗi một ngày họ vô tình họ đọc ở trên cái trang Facebook chửi thô tục như vậy thì gì, thì họ kêu mấy thằng sửa xe. Nên là tôi khi chúng tôi làm ở đây cũng vậy thôi, chúng tôi không bao giờ chửi những câu thô tục ở trên Facebook hoặc đăng trên bài đó, thì họ sẽ chửi chúng ta là một con người vô kiến thức. Chúng ta không có, ở đây không phải là kiến thức mà chúng ta phải được gì, cha mẹ biết rằng là phải nói, khi sinh chúng ta ra cũng phải nói một câu con phải biết chào chú, chào cô, biết những nói lời lễ phép. Đây là dòng xe VSB, dòng xe copy, và mình cũng gửi đến thông điệp. Thông điệp cái vấn đề là anh em phải ý thức trong cái bài viết của chúng ta, ý thức trong bài comment của chúng ta, thì lúc đấy chúng ta mới hoàn thiện được đôi chút để bản thân xoa lấp những gì, những cái vấn đề mọi người đương nghĩ về người thợ sửa xe máy. Chúng ta là người thợ sửa xe máy đương cứu và đương giúp cho rất là nhiều khách hàng, có nghĩa ở đây chúng ta cũng là một người không khác gì là một bác sĩ. Thì họ là mổ xẻ về cơ thể, mổ xẻ về để cứu con người, chúng ta cũng mổ xẻ về trên những cái xe cơ khí để gì, hỗ trợ cho người bác sĩ đó. Có nghĩa là bác sĩ cần phải có phương tiện để phải di chuyển để đi gì, đi khám bệnh, chữa bệnh hoặc đi đến công việc làm, thì chúng ta cũng đương làm gì, là một người cũng đương kích cầu kinh tế. Đó là một cái điều quan trọng nhất. Nhưng chúng ta cũng không để làm gì đánh mất đi cái vấn đề những câu văn ngôn từ ở trên Facebook. Tuy rằng là cái mạng chúng ta cứ nghĩ đơn thuần là chúng ta đăng lên không ai biết, không phải đâu các bạn. Tôi đã từng kết bạn và có những câu của những cái anh em mà tôi đã lỡ kết bạn và có những câu thô tục, trời ơi, con tôi đọc lên nó kêu bố, tại sao có những cái người bạn mà nói chuyện bên trên comment bên trên cái Facebook á mà lại sao mà thô thế bố ạ. Từ lúc đấy tôi mới giật mình, ôi chết rồi, vậy là con mình đã hiểu được vấn đề bạn bè xấu với bạn bè tốt. Vì sao? Vì trên cộng đồng mạng nó rất là cực kỳ quan trọng.
cực kỳ bị nhạy cảm vì con em chúng ta đọc trên đấy rất là nhiều. Và hôm nay tôi cũng chia sẻ với các bạn, bây giờ là một cái xe ban, rồi anh em hãy hỗ trợ và chúng ta đi vào vấn đề chính. Là dòng xe đây là dòng xe copy. Thì tất cả mọi tính năng ở bên trên thì tôi đã đo kiểm rồi. Có em nào rảnh chưa? Trường ơi, à Trường đâu nhỉ? Đây, em cử Đức, Đức. Rồi đưa Đức với Trường đo kiểm. Bây giờ cái xe copy này, bây giờ xe mất điện cao áp, rồi em sẽ làm giúp tay. Bây giờ đề được này, khởi động ACG vẫn ok. Thì khi khởi động ACG vẫn ok thì đã có gì? Đầy đủ rồi, tính năng rồi. À, có nguồn này, à, có âm nguồn này, có đầy đủ rồi. Bây giờ kiểm tra vấn đề mất điện cao áp, bây giờ thử đi. Rồi. Rồi, bây giờ thử sơ cấp và thực cấp. Bây giờ à, có anh em nào hiểu về cái nguyên lý hoạt động của dòng xe copy giúp mình đôi chút nhá. Ở đây là chúng ta cần phải học hỏi lẫn nhau, chứ không phải là vấn đề là ai giỏi hoặc là dở. Ở đây có nghĩa chúng ta càng chia sẻ nhiều thì kiến thức chúng ta càng cao. À, các bạn hãy chia sẻ đến hội nhóm để cái thông điệp của mình đưa gửi về cái sự nói chuyện, comment ở bên trên để cho họ hiểu. Họ hiểu thấy rằng họ hiểu cái điều đấy là điều sai trái thì họ sẽ phải giảm bớt. Rồi, xin chào tất cả anh em, xin chào Trung Nguyên. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào đến vấn đề chính. Sống là phải có nghĩa, sống là phải biết chia, cho nhau thì chúng ta sẽ nhận được những gì, niềm vui trong cuộc sống. Đó là một cái điều quan trọng nhất. Giá trị và những cái điều để chúng ta chia sẻ cho nhau không phải là ví là bằng tiền. Tiền có nhiều khi chẳng làm được gì, nhưng không có tiền chúng ta sẽ không thể sống được. Nhưng có tiền nhưng chúng ta vẫn phải biết liêm sỉ của bản thân. Đó là một cái điều quan trọng nhất. Nói chung chúng ta không đạp tất cả mọi cái lên vì đồng tiền. Nếu sống như vậy thì cũng rất là khó khăn. Nên là tôi cũng vẫn phải chia sẻ cho đến tất cả các bạn một cái thông điệp là với chúng ta là chủ yếu cuộc sống cho nó vui vẻ thì chúng ta mới được được thỏa mãn được bản thân. Và bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra từng giai đoạn. Rồi bây giờ cái xe này nha, tôi xin thưa với tất cả anh em là lưu ý rõ là xe này là tôi hỗ trợ cho một anh em thợ, có nghĩa là họ đương ngày hôm qua là họ đã không thể có điện cao áp và anh em đã dắt tới ngày hôm qua thì tôi đã ghi rồi. Ở đây tôi không có một cái áo này nhá, không có một cái vỏ gì của dòng xe copy này vì tôi hỗ trợ cho anh em thợ nên là bây giờ tôi chủ yếu là để làm thôi. Và bây giờ em sẽ kiểm tra xe này thì chẳng cần phải kiểm tra gì với mức độ không cần, có nghĩa ở đây là em chỉ cần kiểm tra cao áp, sơ cấp và thứ cấp khiển, thế là xong, không cần phải kiểm tra cái gì nữa. Đo khi đã có khởi động đúng không? Khi đã có khởi động thì em cứ chỉ cần việc và đo kiểm vấn đề khiển. Đây, khiển là cái này là dòng xe khi dòng xe mà đã có khởi động ACG mà sử dụng chế hỏa khí, gọi là chế hỏa khí có nghĩa là bình xăng con á, thì trên đây sẽ có một cái cục khiển riêng biệt. Cục khiển thì trên cái dòng xe copy này có hai dòng, một là dòng khởi động ACG thì có thích hợp gì full xăng điện tử. Một thứ hai nữa là dòng xe này có dòng sử dụng chế hỏa khí. Các bạn nào chia sẻ và chúng tôi sẽ chút xíu nữa, tôi cũng chẳng phải cần kiểm tra gì vì cái gì nó cũng có đầy đủ rồi, thì chúng ta chỉ đi đến kiểm tra một cái đơn giản tiếp theo. Các bạn nào chia sẻ đến hội nhóm thì bấm ok giúp mình. Rồi, xin chào chú Nam Lát nha, xin chào Nhật Linh Nguyễn, xin chào Lê Trung, xin chào Ngọc Thành Mô Tô. Với bản thân mình thì mình phải chia sẻ các bạn bằng gì? Ban bệnh thực tế, chứ mình không có chia sẻ theo kiểu quay video rồi mới đưa đến với các anh em. Đó là cái công việc khác nhau. Và đặc biệt tôi thì cũng chẳng bao giờ quay video ở trong những gì, những cái trung tâm của chúng tôi đường làm để đưa đến cho các bạn. Còn tôi mà chia sẻ với các bạn bằng cái xe ở trung tâm thì xin lỗi các bạn, thì có mà đầy rẫy hàng ngày. Tại trung tâm hiện nay chúng tôi đã phải đầu tư thêm là cỡ gần 10 năm cái xe, và đặc biệt là những cái phương tiện đó
để chia sẻ đến các bạn, đó là nó đương rất là quen thuộc với tất cả anh em hiện nay đương sửa chữa những dòng xe như là Honda, Yamaha và SOM, Suzuki, Piaggio. Chúng tôi đều phải đầu tư hết mức có thể để gì? Để khi các bạn trong 10 ngày. Rồi có những cái lúc bữa hôm trước có nhiều anh em hỏi comment bảo: "Ôi dồi, tôi đi học đến mấy tháng gần chẳng ăn ai, học 10 ngày làm sao mà các bạn làm sao mà có thể học được?" Và xin thưa với tất cả các anh em, thì anh em đã thấy rồi, bây giờ các anh em đương làm thợ chỉ chủ yếu là gì? Các bạn chưa sử dụng quen được cái đồng hồ kỹ thuật số, kể cả trên thiết bị chuẩn đoán. Và thứ hai nữa, các bạn biết đây là cái cột điện máy phát đấy, nhưng mà các bạn chả biết kiểm tra từ đâu, kiểm tra như thế nào, chỉnh thang đo ở bên trên gì cái đồng hồ kỹ thuật số. Đấy là cái vấn đề tại sao mà chúng tôi phải mua nhiều xe. Không phải chúng tôi nhiều tiền, không phải chúng tôi khoe cái mẽ ở bên trên trang mạng đến với tất cả anh em học viên, mà ở đây là gì? Nhiều xe để cho các bạn trải nghiệm bằng thực tế, có nghĩa là học lý thuyết và đi xuống thực hành. Thế bây giờ hỏi các bạn, bây giờ là cái máy phát này là máy phát 3 pha, các bạn chỉ lý thuyết chứ các bạn bị biết vậy thôi. Nhưng khi ở trung tâm chúng tôi là buổi sáng, như là tầm sáng, như là thầy Tân, anh Trần Tân, anh ấy hướng dẫn đưa những cái kiến thức vào trong cái cuộc sống, áp dụng để chia sẻ với anh em về cái cơ bản, về cái lý thuyết, về cái thực tế. Rồi anh em đã hiểu và đi xuống xe và chúng ta đo kiểm. Về tất cả thông số thì trên cái tài liệu thì đã có ghi đầy đủ, để gì đến khi anh em đo kiểm ngay lập tức. Và bây giờ em sẽ đo kiểm. Không, cái này là chỉ có điện đo mát thôi. Rồi thì bây giờ, vì dòng xe này thì thực chất cũng rất là anh em ít biết tới, có nghĩa là khi chính xác hơn là có nghĩa là cái dòng xe này thì không ai am hiểu, rất là số lượng anh em biết thì rất là ít để hiểu về cái dòng xe copy. Và bản thân tôi cũng giống như tất cả các anh em, nhưng cái nguyên lý hoạt động là chúng tôi đã hiểu nó cần những cái gì. Bây giờ tôi cũng chẳng cần kiểm tra, em rút cái rác này ra kiểm tra cái dây khiển có lên trên này chưa, cái dây cục kích này lên trên chưa, có chưa. Giả dụ vậy thì chỉ cần chúng ta là đo thông mạch cũng được, đo dưới đây cao áp, có nghĩa khi đã có đầy đủ rồi, chỉ còn đo sơ cấp và thứ cấp đã có là ok, chúng tôi sẽ phải làm việc khác. Rồi phải rút cái này thì mới đo được cái khiển chính xác được. Rồi anh em là chia sẻ, và chút xíu nữa tôi sẽ chia sẻ cùng các bạn để gặp một cái dòng xe copy này. Giống như anh em hỏi trên mạng xã hội rất là nhiều về cái dòng xe là mất điện cao áp mà các bạn không thể nào kiếm ra được, rất là khó khăn. Vì sao? Vì anh em đương có rất là nhiều điều, là có nghĩa là gì, chúng ta không có gặp nhiều cái dòng xe này, các bạn sẽ bị tình trạng đó. Anh em nào đã chia sẻ bấm ok giúp mình. Và những cái thông điệp mà tôi gửi đến những anh em nào nó có nói tầm bậy trên mạng hoặc comment trên mạng cũng phải giảm bớt, để tương lai con em chúng ta khi đọc bài đó họ sẽ không bị nghĩ xấu về chúng ta, đó là cha là mẹ. Rồi có chưa? Bây giờ là có rồi đúng không? Em đo vào chính vào cái chân này này, để chúng ta xác định. Và đây là những tôi nói với các bạn, đây là dòng xe là đường thực tế ban nha, mất điện cao áp. Rồi gắn vô đi, gắn vô đi. Rồi tiếp theo gắn cao áp vô xem thử có điện chưa. Anh em nào hỗ trợ giúp mình coi. Bây giờ cũng đường trong cái thời điểm gọi là bế tắc, bây giờ không biết kiểm tra từ đâu. Có nghĩa là cái gì cũng đủ, sơ cấp và thứ cấp đã có, khiển đã có. Rồi trong SM sẽ được cấp gì? Cấp nguồn có, âm nguồn có. Bây giờ thì tất cả mọi cái đều đủ thì vô lăng sẽ xoay. Ngay đây anh em nhìn nhá. Và tôi sẽ ở đây. Rồi ngừng. Mà vẫn không có điện cao áp. Đây. Rồi thử coi. Em thử thử giúp anh. Rồi không có điện cao áp. Và bây giờ các bạn hãy chia sẻ và tôi sẽ hướng dẫn với các bạn về hiểu sâu hơn về những dòng xe copy này thêm tiếp theo. Sẽ kiểm tra từ đâu? Cái này không cần thiết. Gắn vào hết đi. Xong hết, ghim vào, không cần phải gỡ cái đấy ra, để nguyên. Với bản thân tôi không phải là một người giỏi, giống như các bạn có những cái anh em nói tôi là
Thánh Đại Chim, tôi live stream để chia sẻ đến anh em về kiến thức và cái công việc làm để các bạn phát triển. Tôi không có live stream hoặc tôi không có phải chia sẻ những cái bài, những cái câu ngôn từ để con em chúng ta bị ảnh hưởng từ chính chúng ta làm cha làm mẹ. Đó là vấn đề rất là quan trọng. Rồi, cho lại vào hết. Bây giờ cái dây điện bà pha này chút xíu sẽ quấn lại cho anh, cho là anh ta rút rắc ra, quấn lại đàng hoàng tử tế hết cho các anh em. Và xe này là của một xe của một người thợ đã đến tôi để giúp và hỗ trợ. Vì bây giờ trên đây chúng tôi chút nữa sẽ phải quấn lại đàng hoàng cho thì chúng ta mới lấy tiền được. Ủa không có anh em nào comment nói giúp mình cái gì ta? Rồi xin cảm ơn. Từ nãy giờ chỉ có mỗi Nguyễn Tiến mới có ý gọi là comment có một câu hỏi về đến bản thân mình, còn chưa có anh em nào gọi là comment để hỗ trợ mình giúp cái bàn này cả. Xe copy 50 khởi động ACG nhưng mà được sử dụng gì? Không phải phun xăng điện tử mà gì? Sử dụng chế hỏa khí nha anh em. Chế hỏa khí. Tín hiệu khởi động có. Thì cái trung đời, thì lúc đấy chúng ta đã khẳng định gì? Trên trong SM đã có gì nguồn đầy đủ hết rồi. Mà bây giờ vẫn không có điện cầu áp anh em ạ. Không biết là có cục IC này có hư không. Anh em nào có bán cục cái SM này không nhỉ? Anh em giúp mình để mua cái cục SM này coi. Các bạn hãy chia sẻ đến hội nhóm để gì? Để chia sẻ hội đến hội nhóm để chúng ta có thể gửi đến những cái thông điệp. Những anh em, những chúng ta đương làm một người thợ thì chúng ta sẽ phải hiểu được nhiều hơn, chúng ta biết ý thức hơn trong câu ngôn từ để chúng ta comment trong vấn đề Facebook hoặc là viết lên. Vì con em chúng ta bây giờ rất là nhạy cảm về giới trẻ, nó sẽ làm ảnh hưởng đến chính con em chúng ta. Nên là các bạn cũng vậy, đã làm cha làm mẹ thì những điều comment hoặc những điều viết lên trên đó cũng giảm bớt cái thô tục. Vì thô tục thì chúng ta ai ai cũng có thể nói được. Chúng ta thì dạy con cái chúng ta là phải biết vâng lời cha mẹ, biết chào cô chú, bác, chào anh, chào chị. Vì như các anh em đó, người ta đã nói rồi, rất là nhiều cái câu nói sâu xa, trăm năm trồng cây, 1000 năm mới trồng người. Nên là cái vấn đề ở đây, ngôn từ mà người ta gọi là hành xử hay là xử sự ra sao, nó không quan trọng. Có thể chúng ta sửa được, nhưng mà chúng ta viết lên những bài comment mà thô tục trên đấy thì nó rất là khó. Hoặc là chúng ta comment cũng vậy thôi. Vì chúng ta cũng làm cha, làm mẹ, làm bố, làm mẹ rồi, làm ông, làm bà. Không phải cái, những cái câu nói chúng ta là sung sướng đôi chiếc chút về cái miệng thỏa mãn về bản thân là chúng ta có thể thô thiển như vậy. Nào anh em nào hãy hỗ trợ giúp mình để gì? Để sửa chữa cái bàn này nhá. Thứ nhất là không có điện cao áp. Và bây giờ số lượng rất là ít người. Nếu anh em nào chia sẻ với số lượng cỡ tầm độ 150 người, mình sẽ chia sẻ với các bạn bằng cái bàn này, sẽ làm ngay lập tức để cho các bạn hiểu về cái dòng xe của Copy 50. Khi các bạn gặp một cái dòng xe này, các bạn chỉ với mức độ trong vòng để đo kiểm 5 phút hoặc 3 phút là các bạn kiểm tra ra vấn đề ngay lập tức. Không có điện cao áp nha, đầy đủ rồi. Gặp tôi tiếp theo. Đã đầy đủ tất cả nhưng không có điện cao áp. Dòng xe này cũng rất là khó chịu nha anh em. Lưu ý anh em nào mở lỡ làm máy, gọi là cái này, cái thân của nó đã đi theo nguyên khói cơm lê rồi. Đấy, cái lòng nhá, cái bộ hơi ấy, cái lòng là đi theo cơm lê. Chỉ có mỗi cái vỏ đầu bò này thôi. Thì trên đây là nó được sử dụng là gì? Thứ nhất là nó sử dụng như cái dòng xe của Suzuki đó. Là chỉ có những cái đồng tiền thôi, chúng ta không có cái cò để căn nhá. Dòng xe này cũng đặc biệt như vậy. Thì thôi bây giờ cũng không đủ người thì tôi sẽ
chia sẻ với các bạn sau. Có thể là tôi sẽ đưa vào nhóm để cho tất cả các anh em để xử lý những dòng xe này. Nó cũng rất là đơn giản để kiểm tra. Với mức độ chỉ cần 5 đến 10 phút là chúng ta sẽ kiếm ra được nguyên nhân. Vì có những lúc cái giá trị cho nhau nó rất là điều đặc biệt, nhưng có những lúc cái giá trị cho nhau nó trở thành gì? Mình lại là nạn nhân của những cái vấn đề thành phần gọi là đã học nhưng mà lại là đưa những cái câu ngôn từ rất là khó chịu. Tôi xin chào tất cả anh em và video sau tôi sẽ chia sẻ để quay thực tế hơn cho các bạn nhìn thấy rõ hơn, vì không đủ số lượng để coi những cái ban bệnh về hệ thống, đặc biệt là hệ thống đánh lửa của dòng xe copy. Tôi xin chào tất cả anh em.